Nếu bạn muốn biết mẫu Bukaco R002 này được làm như thế nào thì hãy cùng xem hết video để biết quy trình chuẩn Bukaco nhé. Trước tiên, chúng ta phải cần chuẩn bị những sản phẩm như sau: sơn lót đa năng Bukaco, sơn rỉ patina, ma thuật reset Bukaco, cuối cùng là Dinaco Silver Watch. Tiếp theo là dụng cụ: cọ tàu gỉ Bukaco và bọt biển Bukaco. Bước 1, sử dụng cọ lấy một lượng sơn rỉ patina phủ đều lên bề mặt, sau đó để khô hoàn toàn. Bước 2, dùng bọt biển dậm một lượng sơn patina lên đều bề mặt. Sau đó vừa phun ma thuật reset vừa dậm bọt biển. Phản ứng sẽ được diễn ra trong vòng 30 phút. Ok, bây giờ chúng ta cùng đợi nha. Và đây, ta-da! Bước 4, sau khi đạt được màu sắc như mong muốn, tiến hành khóa phản ứng reset bằng Dinaco Silver Watch. Pha Dinaco Silver Watch với nước theo tỷ lệ 1:1. Chúc quý khách thành công nhé!